lần đầu tiên chạy công tác phấn khởi, bây giờ đang hoạt động Tết, một phong trào cho công nhân có dịp để tham gia các hoạt động được vui. Nói chung là phong trào tinh thần thể thao này tất cả mọi người tham gia rất là phấn khởi. ダナンのマラソン今年で、まあ、3回目ということで、まあ、私は去年出てないので、今年は準備してないですけどしっかり走ります。完走ではなく一番目指して頑張ります。まず長谷川チームには負けないと思います。それだけです。Năm nay thì công ty lần thứ 3 tham gia cuộc thi marathon quốc tế tại Đà Nẵng. Thì mọi người ai cũng rất là hào hứng tham gia, thì hy vọng hàng năm công ty HCQ đều tham gia cuộc thi này để mọi người có một cái ngày vui chơi thật là vui vẻ với nhau. Tuy có hơi mệt một xíu nhưng cảm giác rất là tuyệt vời. Cuộc thi cũng là thông điệp tất cả mọi người hãy cùng nhau rèn luyện thể dục thể thao, làm nâng cao sức khỏe và có một tinh thần thoải mái học tập và làm việc. Hẹn gặp lại cuộc thi marathon quốc tế năm sau. Ta xe go ạ. Yeah!